Trưa ngày 24 tháng 7, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ ở Sơn La. Theo đó, thông tin sơ bộ bước đầu từ báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng mưa lớn, đến 11 giờ ngày 24 tháng 7, địa bàn tỉnh có 3 người chết, 5 người mất tích, 1 người bị thương. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang phối hợp với chính quyền cơ sở tìm kiếm người mất tích và sẽ có báo cáo sau. Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cũng cho thấy bão số 2 đã gây ra thiệt hại tại các tỉnh này. Tại Hà Nội, một người đi qua ngầm tràn bị nước cuốn trôi, đó là ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1968, ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai. Chính quyền địa phương đang xác minh vụ việc và có báo cáo chính thức bằng văn bản. Về kinh tế, có 16 nhà bị ảnh hưởng thiệt hại, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An. Về nông nghiệp, có 25.556 ha lúa, 2.544 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng, nặng nhất là ở Hải Dương hơn 5.000 ha, Hà Nam hơn 6.000 ha, Nam Định hơn 12.000 ha, Thái Bình hơn 3.000 ha. Bên cạnh đó, có gần 850 con gia cầm, hàng chục con gia súc bị chết và cuốn trôi. Mưa lũ cũng gây ra hơn 300 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000 mét khối đất đá bê tông. Hiện tại các điểm sạt lở đã được xử lý và thông xe tạm thời. Có một tàu xi măng cỡ nhỏ và một xuồng cao tốc nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu tại Quảng Ninh. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 2 còn gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến hết ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Hà Nội có mưa kéo dài suốt 2 ngày nay. Nhiều tuyến phố và khu dân cư ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông và đời sống dân sinh. Ghi nhận tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân lúc 6 giờ 30 sáng, mưa lớn trong suốt ngày 23 tháng 7 khiến khu vực này chưa thể thoát được nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Phố Triều Khúc là một điểm đen về ngập úng nghiêm trọng mỗi khi thời tiết mưa lớn tại Hà Nội. Nước ngập lênh láng vào cửa hàng kinh doanh đồ ăn của chị Vũ Thị Lành trên phố Triều Khúc. Chị Lành cho biết đây không phải lần đầu mưa ngập vào cửa hàng của chị. Mỗi lần ngập như vậy khiến việc kinh doanh phải tạm dừng. Nhiều người dân sinh sống trong phố Triều Khúc vất vả dọn nhà mỗi khi mưa ngập tràn nước vào trong nhà. Nước ngập sâu vào từng con ngõ trong phố Triều Khúc khiến việc đi làm đi học của người dân gặp trở ngại. Phố Ngọc Lâm, Long Biên nhiều đoạn cũng trong tình trạng ngập úng kéo dài. Nhiều phương tiện lưu thông trên khu vực này bị chết máy và cần sự hỗ trợ từ xe cứu trợ. Người dân tháo dải lội nước ngập đi làm trên đoạn đường ngập tại đường Đàm Quang Trung, quận Long Biên. Từ chiều ngày 23 tháng 7, với trận mưa lớn kéo dài cả ngày, nhiều khu vực thuộc đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu. Một số ô tô chết máy phải nằm tại đây chờ đến lúc nước rút để xe cứu hộ hỗ trợ. Dòng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng mét qua đoạn đường ngập. Trên đường gom có nhiều điểm ngập sâu chưa có dấu hiệu rút như điểm ngập cách đầu đại lộ 5 km, điểm cách 7 km trước cửa Thiên đường Bảo Sơn. Ông Quang Huy trở về nhà sau một đêm phải ngủ nhờ ở nhà người thân ở khu đô thị Nam An Khánh do không đi qua được điểm ngập tối hôm trước. Ông Huy chia sẻ, khoảng 18 giờ hôm 23 tháng 7 khi về đến hầm chui đoạn trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thì ngập sâu không đi qua được. Giờ tôi về nhà tắm rửa và chuẩn bị thêm một bộ quần áo đến cơ quan thay vì lát phải lội tiếp qua đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua ngày 8 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Trong đó, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 6 đến 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, có nơi trên 80mm như Y Can Yên Bái 139,6mm, Đồng Tâm Hòa Bình 125,4mm, Phình Hồ Quảng Ninh 203,4mm, Mai Đình Bắc Giang 116,4mm, Đại Phúc Băng Ninh 109,6mm, Châu Quỳ Hà Nội 91,6mm, Cẩm Liên Thanh Hóa 105,6mm. Từ sáng sớm ngày 9 tháng 6 đến sáng sớm ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 9 tháng 6, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ,
sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, đặc biệt tại các huyện Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Cao Bằng, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Từ ngày 10 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm ngày 9 tháng 6 năm 2024. Thủ đô Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa to đến rất to, rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm, gió nhẹ. Đồng bằng và ven biển, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 31 đến 33 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.